Dạ Lăng Hàn kéo Kỳ Nhiên đến quán bar để làm nhục cậu. Kết quả bị Kỳ Nhiên chọc tức. Kỳ Nhiên mặc kệ sự phẫn nộ của Dạ Lăng Hàn, nở nụ cười châm chọc nói tôi không yêu tiền lẽ nào yêu anh. Nói tình cảm thì sẽ đau lòng, còn nói tiền thì không. Kỳ Nhiên cay đắng nghĩ nếu từ đầu mình nhắm vào tiền của Dạ Lăng Hàn thì cũng không thương tích đầy mình thế này. Dạ Lăng Hàn tức giận hất tay ỷ Nhiên, có phải ai cho em tiền em cũng lên giường với người đó không? Kỳ Nhiên không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn Dạ Lăng Hàn nói đúng vậy, Dạ thiếu nhớ thanh toán tiền mấy ngày trước cho tôi. Vân Tử Thu đứng sau lo lắng thay do Kỳ Nhiên đúng là giỏi thật, cậu ta thực sự không sợ bị Dạ Lăng Hàn chơi chết à? Dạ Lăng Hàn khựng lại giây lát, rồi sau đó lạnh lùng kéo tay Kỳ Nhiên lôi đi. Kỳ Nhiên vùng lên phản kháng buông tôi ra, nhưng Dạ Lăng Hàn không hề lay chuyển, hắn tức giận đóng dầm cửa lại. Mọi người trong phòng VIP xôn xao bàn tán, sẽ không gây ra án mạng chứ? vân tử thu có vẻ đã quen với cảnh này trấn an nói chắc là không dạ lăng hàn và tình nhân nhỏ này của cậu ấy dằn vặt cũng không phải lần một lần hai phút hắn nâng ly rượu lên môi tặc lưỡi nói sợ rằng không có lần sau rồi dạ lăng hàn kéo kỳ nhiên về biệt thự hắn đè cậu dưới thân hung hăng hỏi em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao tại sao cứ muốn rời xa tôi rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao hắn ta không biết xấu hổ nói mọi chuyện có thể làm để níu kéo em tôi đều đã làm rồi Tại sao em cứ muốn rời xa tôi? Kỳ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dạ Lăng Hàn hỏi tôi muốn anh kết hôn với tôi, anh làm được không? Câu hỏi này làm Dạ Lăng Hàn ngoài ý muốn, hắn tự cho là đúng nói tôi đã cho em cơ hội trở thành omega. Bản thân em không làm được. Tôi cần một người thừa kế. Kỳ Nhiên tự giễu hỏi người lại, tôi không làm được. Dạ Lăng Hàn, đây là ngày đầu tiên anh quen biết tôi à? Ngay từ đầu anh đã biết tôi là alpha? Lồng ngực Kỳ Nhiên đau nhói, cậu đặt tay lên vị trí trái tim mình nói, Lúc anh theo đuổi tôi đã từng nói, xe ở bên cạnh tôi mãi mãi. Dạ Lăng Hàn vẫn kiên quyết nói tôi không lừa em. Hắn ta vẫn cho rằng, ở bên cạnh Kỳ Nhiên mãi mãi chính là để cậu trở thành tình nhân bên người của hắn. Hắn đặt tay Kỳ Nhiên trên ngực mình tay còn lại vuốt ve tóc cậu nói cam duệ, chỉ là nửa kia trên danh nghĩa. Em không cần so đo tính toán chuyện này. Hắn nâng cầm cậu lên muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng Kỳ Nhiên không chút lưu luyến mà né tránh nụ hôn này. Câu trả lời của dạ lăng hàn làm cậu hoàn toàn hết hy vọng rồi. Lần này Dạ Lăng Hàn có vẻ kiên nhẫn hơn, hắn vẫn vô cùng thâm tình nhìn Kỳ Nhiên nói em có biết lúc em mời rượu Lưu Hạo, tôi đã tức giận đến mức nào không? Hắn ôm Kỳ Nhiên vào lòng hỏi Kỳ Nhiên chúng ta làm lành đi. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết thì Kỳ Nhiên đã cắt ngang chúng ta chia tay đi. Dạ Lăng Hàn kinh ngạc đẩy Kỳ Nhiên, không thể tin nổi mà hỏi em lại muốn quậy cái gì? Kỳ Nhiên chán nản nói buông tha cho tôi đi. Nhưng gì cậu muốn thì Dạ Lăng Hàn không thể mang lại cho cậu. Cậu không muốn hạ mình trở thành tình nhân cả đời ở trong bóng tối đứng bên cạnh dạ lăng hàn. Dạ lăng hàn ôm chặt lấy kỳ nhiên, như ra lệnh nói tôi không cho phép. Tôi từng nói, cho dù chết em cũng đừng hòng rời xa tôi. Dạ lăng hàn hung hắn cắn mạnh vào vai kỳ nhiên gần giọng nói em là của tôi. Tôi tuyệt đối không tha cho em. Buổi sáng hôm sau, kỳ nhiên người đầy thương tích trống rỗng nằm trên giường. Bác sĩ sau khi kiểm tra thân thể cho cậu còn tốt bụng giúp cậu đắp chăn lên. Khi bước ra ngoài, thấy dạ lăng hàn còn đứng ngoài cửa anh ta liền nói lại tình hình bên trong. Vết thương của Kỳ thiếu rất nặng, gần đây không thể làm chuyện đó nữa. Dạ Lăng Hàn như cầm thú lạnh lùng hỏi làm rồi sẽ chết sao? Bác sĩ thành thật trả lời hành vi quá thô bạo sẽ làm vết thương nặng hơn, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dạ Lăng Hàn quay người đi nói bản thân em ấy muốn chết. Tôi còn để ý cái gì? Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.